Hòa trong không khí tưng bừng của mùa lễ hội, Heineken đã tạo cơ hội cho khán giả Việt Nam tận hưởng những trải nghiệm đẳng cấp mang phong cách quốc tế qua chương trình rực rỡ sắc màu lễ hội. Kết hợp những ý tưởng độc đáo, chương trình rực rỡ sắc màu lễ hội do Heineken khởi xướng sẽ đưa mọi người vào một không gian sôi động mang đẳng cấp quốc tế. Tại đó, khán giả sẽ được thể hiện phong cách và sự sáng tạo riêng của mình thông qua chuyến hành trình khám phá và tận hưởng một mùa lễ hội thật ý nghĩa bằng hàng loạt các hoạt động tương tác tại hơn 200 nhà hàng cao cấp của Heineken trên toàn quốc. Nếu bạn là người sành điệu, sáng tạo và có phong cách riêng, hãy tham gia vào chương trình này để có được những trải nghiệm thú vị khó quên. Ngoài ra, khán giả hâm mộ còn có cơ hội nhận được nhiều phần quà ý nghĩa từ chương trình Heineken. Nhân dịp này, Heineken ra mắt mẫu thùng 24 lon với thiết kế sang trọng và ấn tượng, chào đón mùa lễ hội và đem đến cho khách hàng một trải nghiệm bia tinh tế trọn vẹn. Với vẻ bề ngoài mới hiện đại, sang trọng, đây được xem là món quà hoàn hảo dành cho bạn bè và những buổi tiệc tưng bừng mùa lễ hội cuối năm. Với tinh thần tiên phong của một thương hiệu dẫn đầu, Heineken đã không ngừng sáng tạo để mang đến cho khán giả Việt Nam những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế, độc đáo, không thể nào quên. Và chủ hoạt động rực rỡ sắc màu lễ hội lần này cũng là món quà mà thương hiệu muốn gửi đến những ai là fan của Heineken trong thời gian qua tại Việt Nam.